Dạ vâng, vẫn là chuyên mục bếp ga của kênh Hoa Nhật Bãi của em ạ. Chào mừng các bác và anh chị đã quay trở lại với kênh Nhật của em Hoa trên YouTube. Hôm nay em lại tiếp tục trong kho có những gì, gọi là còn những gì. Thì em lại lên giới thiệu tiếp cho các bác và anh chị được những mẫu bếp đang còn có hiện tại trong kho em. Bây giờ trong em tiếp tục giới thiệu cho các bác và anh chị 6 mã bếp trong video ngày hôm nay ạ. Các bác và anh chị vào tham quan mua bếp, xin ủng hộ em một nút like. Bác anh chị nào chưa đăng ký kênh thì vui lòng cho em xin một nút đăng ký kênh ạ. Em cảm ơn rất là nhiều ạ. Đi vào mã đầu tiên cho các bác và anh chị mình lựa chọn được một con Haman. Con Haman, con này là con Haman. Đây, hình thức bếp là mặt đứng nhé, đồng thành vuông cạnh luôn. Sử dụng hai bếp nấu và lò nướng. Con này đời rất là cao, đời 2021. Dòng mặt men. Con này mặt men, mặt men hơi có hơi hơi da vân đá một chút ạ. Con này tình trạng mặt bếp thì cũng bị một điểm chảy ở đây các bác anh chị ạ. Đây, một điểm chảy em chia sẻ rất là chi tiết luôn để cho các bác và anh chị mình mua bếp được, mình tham khảo bếp thì những cái điểm chảy xước nó không gọi là, nó gọi là vẫn được chấp nhận được, gọi là hoan hỷ cho được để mình mua. Thì các bác và anh chị mình mua giúp cho em ạ, một con Haman mặt men đời 2021. Để em nhìn lại xem có chính xác không ạ. Đúng rồi, tháng 1 năm 2021 ạ. Chia lửa của nó là bằng hợp kim nhôm nguyên khối ạ. Chia lửa là bằng bằng nhôm. Lửa rất là đẹp luôn, dòng Haman thì lửa rất là đẹp. Đây, hỏng bếp hai bên trái phải thì bên em vệ sinh rất là sạch sẽ rồi ạ. Hỏng bếp bên tay phải ạ. Rất là sạch sẽ, không có tình trạng bị han dỉ gì đâu ạ. Chia lửa là bằng hợp kim nhôm nguyên khối ạ. Con này có thêm một chức năng là chức năng 3S. Đây, 3S này. Thì khi sử dụng thì các bác và anh chị cũng nhớ ấn giữ tay cho em lấy 3 giây. Thì lúc nào mà thấy cái nốt đỏ nó hiển thị lên thì lúc này chức năng 3S đã được kích hoạt. 3S sử dụng trong việc chiên, rán, xào, có nghĩa là rang đồ khô lâu. Thì vì bếp Nhật nó có cái tiêm cận biến đo nhiệt độ đáy nồi này, thì khi đáy nồi mà nóng quá thì nó sẽ tự ngắt lửa đi, đúng không ạ? Thì để không mất thời gian cho mình mất công bật lại bếp thì các bác anh chị nhớ kích hoạt 3S lại giúp em. Thay nướng và vị nướng bằng chất liệu inox. Lớp dưới là mạ thêm một lớp men chống dính đấy. Đây là lớp men chống dính đấy ạ. Lò nướng là một tầng lửa. Con này là lò nướng một tầng lửa nhá. Đấy, khoảng nướng vệ sinh rất là sạch sẽ rồi, không có tình trạng bị han dỉ đâu. Một con Haman chức năng nấu nướng bình thường để nấu được sự an toàn, tiết kiệm ga, chống cháy nồi, chống cháy nổ cho gia đình mình. Mà các bác và anh chị mình chỉ cần nấu nướng bình thường thì quan tâm đến những dòng phân khúc như thế này. Giá thành một con Haman này em quý hiệu là Q1 nhé. Con này là Q1, giá thành cho cả nhà là 2.200.000 đồng. Một con Haman mặt men đời 2021 ạ. Sang mã thứ hai, em tiếp tục lại một em Zinai mặt men. Con này mặt men màu đen. Con này là dòng nguyên bản. Con này là đời thì cũng không cao đâu. Con này là đời tháng 9 năm 2014. Con này tháng 9 năm 2014. Mặt men. Đây, họng bộ họng nguyên bản thì qua sử dụng rồi. Thì nó bị ngã màu, gọi là màu vàng, ám vàng vào đây đấy. Chứ không phải tình trạng gì xét gì đâu. Đây, họng mình biết phải đấy ạ. Đây là họng nguyên bản nhé. Thì nói chung là cái họng là bếp phải này thì chắc là nấu nhiều hơn cho nên là nó bị ngã màu đen nhiều hơn so với lại cái bếp bên trái. Mặt men, con này mặt men dòng nguyên bản, sử dụng bằng phím phẳng. Trên bề mặt thì có một hai điểm chấm li ti thôi. Đây là một điểm chấm li ti này, một điểm chấm nhỏ nhỏ xíu ti ti bằng cái đầu đen thì bác. Đó, nhỏ li ti có 3 điểm chấm như thế, em chia sẻ luôn để các bác và anh chị mình có thể thấy được luôn ạ. Chia lửa là bằng hợp kim nhôm nguyên khối rồi ạ. Đấy. Lò nướng là một tầng lửa. Phần này là nướng là một tầng lửa. Khoang nướng là nguyên zin theo bếp luôn. Không sơn sữa phụ bóng gì đâu. Thì gọi là dòng nguyên bản. Nói chung những cái dòng nguyên bản như thế này thì anh em nhập về thì nói hình thức nó đang còn đẹp hơn. Thì không sơn sữa gì, chỉ có thành phách là gọi nắn chỉnh sơn sữa lại thôi. Một con Zina, em cứ hiệu là Q2 nhé. Con này là Q2 này.
dòng nguyên bản, giá thành cho nhà mình là 2 triệu. Con này em xem ở đó vừa nói rồi nhỉ. Con này là 2 triệu 400 đi, em ký hiệu đây là Q2. 2 triệu 500 giảm giá bán Q2 này giảm giá 100 đi là còn 2 triệu 400 nhé. Một con zin này. Tiếp tục mã Q3 ngày hôm nay là một em zin này mặt men đời 2020, con này đời 2020 mặt men màu sữa. Chia lửa là bằng hợp kim nhôm nguyên khối ạ. Hỏng bếp hai bên trái phải thì vệ sinh cũng rất là sạch sẽ rồi. Đây, con này thì tình trạng mặt bếp mặt trên, để xem chi tiết xem những điểm nào có bị chảy xước thì em sẽ báo cho các bác anh chị mình tham khảo luôn được ở trên video. Con này bề mặt trên thì nói chung là hình thức như thế này là cũng đẹp, bị có mỗi chấm li ti ở đây một chút thôi. Đây ạ. Đấy, chấm li ti ở đây một chút ạ. Mảnh thức mặt như thế này là cũng đẹp rồi. Và bị một điểm chảy ở đây nữa. Đấy, cái góc này. Bác anh chị nào mà mình chỉ cần nấu nướng bình thường mà không gọi là không quan trọng quá về hình thức thì mình chốt những con bếp này thì giá thành sẽ được ưu đãi hơn một chút. Đấy, sử dụng bằng phím nhấn phản quang. Đấy, rất là đẹp luôn đấy. Lò nướng một tầng nữa. Hay nướng rồi bị nướng thì bằng chất liệu inox rồi. Rất lăng còn rất là sáng bóng luôn. Đấy, bên trong khoang nướng đấy ạ. Con này em quý hiệu là Q3 nhé. Q3 giá thành cho cả nhà mình là với giá là bị chảy xước như thế này đi. Thì con này là 2 triệu 6 thì em giảm giá thành cho các bác và anh chị 100 nhé. Là còn 2 triệu 500 một mã Q3 này. Một em zin này đời 2020. Chức năng 2 bếp nấu và một lò nướng sử dụng bằng phím nhấn phản quang. Nói chung hình thức như thế này là cũng rất là đẹp rồi các bác và anh chị ạ. Tiếp tục sang mã số 3 cho các bác và anh chị mình lựa chọn được. Đây là một em Osakaga mặt men. Con này dòng mặt men sử dụng bằng phím vặn màu sữa. Mặt men màu sữa. Tình trạng trên mặt bếp thì con này không bị một điểm chảy xước nào. Mặt men con này là rất là đẹp, không bị một điểm chảy xước nào. Chỉ có góc ở đây bị một chút tí thôi, cũng không ảnh hưởng, vậy em cũng có xử lý chấm dặm lại rồi. Đấy, nói chung là không thấy đâu. Như thế này là quá đẹp, quá mỹ mãn rồi. Con này có thêm một chức năng 3S nằm ở bên bếp tay trái này. Đây là khay chứa pin để đánh lửa, vì dòng bếp Nhật là dùng đánh lửa bằng IC nên tất cả đều phải dùng đôi pin đại để đánh lửa. Khay nướng và vị nướng bằng chất liệu inox này. Bên trong khoang nướng đấy ạ. Một con Q4 này có bán cho nhà với giá là 2 triệu 200 ngàn đồng ạ. Thành vách không trái không phải thì không bị tất bị móc méo gì. Tất cả là bếp bên em là đã bao lưới chống chuột phía dưới hết cho các bác và anh chị rồi ạ. Một con Osakaga giá thành 2 triệu 200, em quý hiệu là Q4 ạ. Tiếp tục cho cả nhà lựa chọn được là một mã Q5, một dòng Zinai đời 2021 dòng nguyên bản, tháng 10 năm 2021 dòng nguyên bản mặt men. Con này là mặt thì tình trạng mặt cũng bị một hai điểm chấm li ti đấy ạ. Em chia sẻ luôn để cho các bác anh chị mình thấy được cái điểm chấm li ti của nó này. Đây bị chảy một tí thì ti đấy. Đây ạ, và đây ạ. Đó là bị mấy điểm chảy li ti, nhìn tổng thể như đây. Đấy ạ. Bị như vậy thôi. Thì hình thức như vậy thì là cũng đang còn đẹp rồi. Thì dòng nguyên bản nên bọn em chỉ gọi là không sơn lại mặt, chỉ để nguyên mặt luôn. Các bác anh chị đậy kiềng lại thì nó che cũng gần hết là cái này rồi, điểm chấm rồi, cũng không thấy nữa đâu. Đây, hình thức tổng quan mặt này đang còn rất là đẹp luôn ạ. Một con nguyên bản, con này gọi là nguyên bản này, họng còn rất là đẹp đây, nguyên vân thép luôn, qua sử dụng bị ngã vàng ra thôi chứ không phải là bị han dĩ gì đâu, rất là đẹp luôn ạ. Này, bên bếp phải đây ạ. Họng nguyên bản là nó như thế này ạ. Có con thì nó được cái con mà còn AQ2 thì bếp nấu nó sẽ bị nhiều hơn thì nó bị ngã vàng nhiều hơn đấy ạ. Khay nướng và vị nướng thì bằng chất liệu inox đang còn rất là sáng bóng và đẹp luôn ạ. Bên trong khoang nướng nguyên bản luôn. Lò nướng này như chưa sử dụng tới luôn đấy ạ.
Con này lò nướng chưa sử dụng được bỡ đấy, chưa sử dụng một lần này. Hình nhân phản quang rất là đẹp và chắc chắn luôn này. Rất là khỏe luôn. Mã Q5 ngày hôm nay, một em Zinai đời 2021 dòng nguyên bản. Em bán cho cả nhà với giá là con này bình thường thì nếu như cái mặt mỹ mãn đẹp hơn thì em sẽ bán từ 3,1 triệu đến 3,2 triệu. Thì con này nó cũng bị một chút như thế thôi vì mặt sáng nên em sẽ giảm giá 100 là còn 3 triệu nhé. Một con Zinai đời 2021 dòng nguyên bản. Những điểm chảy xước thì em cũng chia sẻ cho các bác và anh chị mình thấy rồi đã. Khi các bác và anh chị nào mà quan tâm đến những mẫu mã như thế này thì cứ nói là ưng mã Q5. Thì nói Q5 thì em sẽ chi tiết hơn về cái mặt để cho các bác và anh chị thấy. Nhưng lúc nãy là em đưa cũng rất là chi tiết rồi. Các bác và anh chị mà muốn quan tâm đến thì mình theo dõi kỹ video một chút cho em. Còn không thì em sẽ chụp lại, gửi những cái điểm chảy đó cho các bác và anh chị mình theo dõi được chính xác hơn nhé. Một em Zinai đời 2021 dòng nguyên bản, giá thành ưu đãi là 3 triệu đồng. Kết thúc trong 6 mã bếp ngày hôm nay là một em Q6. Con này là hôm trước là em về hai con này, hai con mặt này và một con mặt đen. Thì nói chung là cứ về với em là nó có duyên rồi, nên là cứ tưởng em là chủ chính của nó rồi, cho nên là ở mãi không đi thôi. Cho nên là nhiều bác khách rất hỏi rất là nhiều rồi. Nhưng mà là vì là thứ nhất là cũng nhiều hai bác khách, ba bác khách cũng là rất là muốn mua bếp này nhưng mà lại không muốn chuyển cọc cho em. Mà phân khúc cái dòng mặt đá này là rất là nặng luôn. Con này phải nặng tầm khoảng đến 18-20 cân đó. Con này phải nặng đến 20 cân. Vận chuyển thì rất là tốn kém rồi. Mà cho nên là em chỉ xin gọi là một chút cọc thôi để lấy lộ phí để gửi đi cho các bác và anh chị mà lại không chịu cọc cơ. Cho nên là hình như bếp nó có duyên với em. Hôm nay em phải nói là bếp này là về với lại em là chỉ là gọi là tạm thời thôi, là phải đi với lại chủ mới, về với chủ mới, chủ chính của nó thì mới ở vĩnh cửu được. Cho nên là con này là hôm nay em lên em sale giảm giá cho các bác và anh chị này, để cho các bác nào mà đi nhanh về con bếp này. Một em Panoma mặt đá này, xung quanh phối màu rất là đẹp luôn, phối màu đỏ đen này, rất là hợp tông màu luôn đấy ạ. Một em Panoma phun chức năng dòng mặt đá, có chức năng hẹn giờ của lò nướng, hẹn giờ của bếp phải, hẹn giờ của bếp trái và chức năng tự động nấu cơm, tự động nấu cháo. Quay sang con bếp bên tay trái này, có chức năng tự động điều chỉnh chiên rán 140, 160, 180 đến 200, chức năng tự động nấu nước và chức năng 3S. Mã số bếp là PA91WCR, đây là mã số bếp. Khi các bác và anh chị mình quan tâm đến thì em sẽ chụp mã số bếp này và gửi hình ảnh bếp qua Zalo cho các bác và anh chị mình có thể xác thực được bếp. Một em Panoma đời thì con này dòng phân khúc thì đời không cao. Con này là tháng 12 năm 2012. Một con gọi là nồi đồng cối đá, dùng siêu bền. Em cũng đang dùng một con như thế này, nhưng chỉ khác của em là cái viền ở đây là viền đen luôn, gọi là viền đen luôn. Con của em là đời 2009, đời của em 2009, nó thấp hơn con này 3 năm nữa cơ. Là em dùng cách đây phải năm nay là năm thứ 6 rồi. Chưa có bị hư hỏng một cái vấn đề gì hết, lửa đang còn rất là đẹp. Em có làm một video kho cá ở trên chính cái bếp của em đấy ạ. Bác và anh chị nào mà mình quan tâm đến thì kết bạn Zalo, em sẽ gửi đường link để cho các bác và anh chị tìm thấy được video trên kênh Hoa Nhật Bãi của em. Đây, quay lại mặt đá này, con này mặt đá này phun nhũ anh kim tuyến màu đen rất là đẹp luôn đấy ạ. Đây. Hôm nay là em đưa lên video này là em là phải về với chủ mới, em Panoma mặt đen đỏ này nhá, chị không phải là chủ của em đâu. Nên em phải bác nào mà anh chị nào mà hốt nhanh con này cho em. Giá thành con này em bán là 4.700.000 đồng này. Bác nào hốt nhanh em giảm tiếp 100 còn 4.600.000 đồng. Một em Panoma khủng long siêu VIP này nhá. Đây, thành vách rất là đẹp luôn. Đấy, tháng 12 năm 2012 đây ạ. Đây, tem mác đang còn nguyên đấy ạ. Chia lửa của nó là bằng đồng nhé. Con này chia lửa bằng đồng. Đây, bộ chia lửa đang còn rất là đẹp luôn đấy ạ. Đang còn vàng óng ánh luôn đấy ạ. Các bác và anh chị nhìn thấy không? Đây, họng bếp thì bên em vệ sinh rất là sạch sẽ rồi. Cảm biến nhiệt đáy nồi thì rất là đậm nhạy bén. Khi các bác và anh chị mình quan tâm đến thì em sẽ test hết lửa lại và mẫu nội thất cho các bác và anh chị mình xem được của con bếp nhé.
Nội thất bên em thì 100% không bị han gỉ đấy gì đâu, nên các bác và anh chị cực kỳ an tâm lên bên shop của em. Giá thành ưu đãi cho cả nhà, một em Q6 để về với trụ chính của nó, giá thành 4.600.000 đồng. 6 mã bếp ngày hôm nay của em lên 6 mã. Bác anh chị nào mình quan tâm đến phân khúc nào thì các bác anh chị cứ liên hệ với em nhé. Còn ngoài ra phân khúc thấp hơn thì bên em vẫn có, thì hiện tại trong kho thì cái phân khúc thấp thì bên em đang không còn. Thì các bác và anh chị cứ liên hệ với em đặt hàng. Thứ 6 hàng về là em sẽ chọn lựa và gọi cho các bác và anh chị để mình xác nhận, để nhận mình đặt bếp ạ. Xin chân thành cảm ơn các bác đã luôn đồng hành theo dõi video của em. Các bác nhớ vào tham quan mua bếp cho em xin một like, một đăng ký kênh với ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác và anh chị ở các video tiếp theo của em ạ.